Đang theo dõi trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Trước máy quay chúng ta đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời của cặp loa siêu khủng long đến từ Mỹ với cặp loa Pivay BBW 118. Trong cấu hình của những cặp loa lớn Bassup 50 thì đây chúng ta đang được ngắm nhìn cũng như thưởng thức chất âm được mệnh danh là một vũ trường đích thực trước máy quay của cặp Pivay BBW 118 với Bassup siêu trầm lên tới 50 cm. Và chúng ta cùng ngắm nhìn trong đoạn clip này, quý vị sẽ thấy được rằng một trong những cặp loa có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc và đồng thời sở hữu chất âm cho karaoke chuyên nghiệp với sự thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Chúng ta sẽ thấy được rằng nó trình diễn một cách rất là xuất sắc về ba giải âm thanh, từ trung âm cho tới check, cho tới giải trầm, mềm và sâu thẳm tới nòng đất. Hoàn toàn chúng ta sẽ không tốn tiền mua súp, dù rằng ở những căn phòng rất lớn hoặc những không gian loãng. Với công suất 1.400W trên cặp loa Pivay BBW 118, nó sẽ làm cho chúng ta cảm nhận được một cái vũ trường đích thực ngay trước mặt và nó có thể nói rằng xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo. Mời anh em cùng quan sát chi tiết trước máy quay. Trên cặp Pivay BBW 118 được trang bị phần thùng gỗ sồi siêu bền, không bị thấm nước so với các dòng thùng gỗ thông thường, bởi vì được trang bị một lớp cát mịn composite phía bên ngoài phần thùng loa. Hai bên hông là hai cái tay cầm bằng thép với logo của Pivay nổi tiếng đến từ USA. Với chiều cao 1m cho cặp BBW 118, chiều ngang 68 và hậu sâu tới 50 cm. Trọng lượng nặng 1 tạ 2,
công suất trung bình ở ngưỡng 1.400W trên trở kháng 8 ohm và đặc biệt rằng độ nhạy cao tới 128 dB. Có thể chơi được đa dạng các phong cách nhạc như chúng ta vừa thưởng thức một vài dòng nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh. Với cấu hình của cặp loa này thì chúng ta cùng ngắm nhìn lại một lần nữa trên cặp BVDUB 118 đến từ Mỹ. Với một bát siêu trầm đường kính 50cm, chúng ta thấy rằng cái bát của nó rất là lớn và nòng của nó rất là sâu, xương đúc từ tới 22cm hết tầm chơi, sở hữu bộ gân vải xếp tẩm dầu siêu bền. Và nó rất mềm, nó sẽ khác biệt với các dòng loa full thông thường. Bởi vậy, với hai ống hơi to lớn phía dưới chân và phần thùng loa mang lại to lớn mang lại cho giải trầm xuống rất sâu, hoàn toàn là mềm mại khi thưởng thức ở những chế độ lớn hoặc chúng ta khi mở nhỏ. Quý vị thưởng thức những thể loại nhạc tiết tấu chậm rãi vẫn thấy được rằng nó thể hiện cực kỳ là tuyệt vời. Đây cũng là ưu điểm mà rất là nhiều những dòng loa full hiện tại không có được tố chất này của BVDUB 118. Phần bên trên là một quả trung kèn với đường kính miệng 40, củ từ lớn tới 16. Như chúng ta đang được thấy rằng nó thể hiện những cái tiếng gõ chát chát ở trên phần nhạc cụ của những cái bản nhạc quen thuộc này. Rất là đã hai cái nỗ tai, cực kỳ là sống động và chân thực. Giống như đang được ngồi nghe trước một cái dàn nhạc sống của cặp BVDUB 118. Và phần trên cùng trên cặp loa này chúng ta cùng ngắm nhìn của model BVDUB 118 đến từ USA. Một chiếc kèn tai voi với đường kính vuông 15cm, củ tới 16. Đó, quý vị thấy rằng cái củ của nó gần bằng mặt loa, mang lại cho giải chép cực kỳ là trong trẻo, thể hiện chi tiết tới từng tiếng leng keng nhỏ nhất trên cặp loa này. Tổng thể của cặp loa còn đang mới và đẹp xuất sắc, bộ ê căng bằng cước, sợi cước rất lớn, có độ bền tới hàng trăm năm. Có thể khi chúng ta đậy bộ ê căng thì quý vị sẽ nhìn xuyên thấu được phần bên trong, rất đẹp trên cặp BVDUB 118. Phần phối ghép ở đây thì chúng ta cùng quan sát. Tôi đang phối ghép cho cặp loa này là một con đẩy châu Âu. Chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Có 4 kênh, trong đó chúng ta có thể cắt 2 kênh làm 2 kênh trầm. Với BVDUB 118 thì không bao giờ chúng ta tốn tới một xu đầu tư xúc và trầm. Bản chất giải bát của nó đã là dư thừa và nó xuống rất sâu. Bởi vậy tôi đang đấu 2 kênh cho cặp loa này với con đẩy 4 số PAM3205, một bộ mix xua UGX234 râu mix chuyên nghiệp và một con vang cơ cao cấp nhất trong các thế hệ vang cơ và số. Ở đây chúng ta thấy rằng cả jack chỉnh bằng máy tính cũng có các chức năng, mặc dù rằng chỉnh bằng máy tính nhưng chúng ta có thể chỉnh toàn bộ bằng tay ở phần mặt trước cho phần music, mạch lọc âm sắc cho nghe nhạc của nó cực kỳ là hiện đại, tương đương như là một cái lọc, và phần điều chỉnh cho mic ở chế độ tuyệt đối nhất. Chúng ta thấy màn hình hiển thị số của con vang cơ Dynetics CS-71V. Đây là dòng cao cấp trên thị trường, có lẽ rằng nó là một trong những thiết bị hỗ trợ karaoke hàng đầu. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng với cặp BVDUB 118 được mệnh danh là một cái vũ trường di động không riêng gì cho nghe nhạc, và với karaoke chuyên nghiệp mà chúng ta miễn bàn luận ở mọi phương diện. Nó có thể phục vụ cho các căn phòng khách từ 50 cho tới một vài trăm mét vuông, hoặc các nhà hàng, quán bar hay vũ trường, cà phê sân vườn. Anh em đánh nguyên một cặp loa này thì đã đủ rất là phê hai cái lỗ tai. Với không gian rộng lớn, nó có thể đáp ứng rất là tuyệt vời cho cặp BVDUB 118. Và cấu hình tôi đang giới thiệu chi tiết thì chúng ta có thể thấy được rõ nhất đẳng cấp của cặp loa này. Và bây giờ tôi sẽ nướt lại tiếng mic, chúng ta cùng quan sát và cùng nghe tiếng mic. Tôi mới chỉnh sơ bộ thôi ạ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, alo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiếng của nó rất là tuyệt vời, chỉ cần hơi vặn cái volume một tí chút thôi, nó đã rất là bay tiếng rồi. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quý vị thấy tuyệt vời chưa? Có lẽ với karaoke, bởi vậy tôi mới nói với quý vị rằng nó là miễn bàn luận ở mọi phương diện cho cấu hình tôi đang phối ghép trước máy quay với cặp BVDUB 118 vũ trường đích thực trước mặt, nặng 1 tạ 2 và công suất trung bình ở ngưỡng 1.400W. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài cái bản nhạc thông thường. Ở đây tôi đang mở từ trên TV xuống và chúng ta sẽ thấy được rằng nó chi tiết đến từng tiếng gõ của nhạc cụ, rất là phê hai cái nỗ tai. Mời anh em cùng nghe. Yeah.
mai anh chết em hứa gì không? Anh sinh bi đã ghi tên người xong. Cảm nhận thấy tuyệt vời không ạ? Tôi hoàn toàn là chi tiết tới từng tiếng xóc xách nhỏ nhất với bộ chung kèn và check kèn tai voi trên cặp BBDUP 118 và với bát siêu trầm 50 hết tầm chơi. Đây chúng ta thấy rõ được rằng nó là cấu hình hết tầm chơi mà quý vị không bàn luận nữa rồi. Bởi vậy chúng ta thấy được rằng hoàn toàn nó xứng đáng tới từng đồng tiền bát gạo khi mà đầu tư mua sắm và lựa chọn cho mình những dàn nghe nhạc cao cấp. Và đồng thời với chất âm, chúng ta thấy được rằng uy lực mạnh mẽ cho mọi không gian và mọi nhu cầu sử dụng. Tôi đã giới thiệu rất là chi tiết trên kênh của Toàn Audio Nam Định 0966 866 552. Xin chân thành cảm ơn.